cặp cua, vua và hoàng hậu được bán đấu giá gần 3 tỷ đồng. Hai con cua đồng ở Trung Quốc hiếm có vừa được bán đấu giá với số tiền lên tới 800.000 nhân dân tệ, hơn 2,7 tỷ đồng. Cuộc đấu giá được tổ chức trong khuôn khổ lễ hội cua đồng Trung Quốc Hồ Bà Dương lần thứ nhất tại huyện Bành Trạch, tỉnh Giang Tây, Trung Quốc vào ngày 10 tháng 11 vừa qua. Trong đó, con cua vua nặng 475 gram đạt số tiền đấu giá cao nhất lên tới 500.000 nhân dân tệ, tương đương 1,7 tỷ đồng. Xếp thứ hai là con cua hoàng hậu nặng 334,5 gram ở mức 300.000 nhân dân tệ, tương đương 1 tỷ đồng. Cua đồng Trung Quốc vua được bán đấu giá 500.000 nhân dân tệ. Con cua hoàng hậu có giá 300.000 nhân dân tệ, được biết, số tiền thu về từ cuộc đấu giá hai con cua hiếm có sẽ được sử dụng để xóa đói giảm nghèo và phát triển nông nghiệp sinh thái địa phương. Cua đồng Trung Quốc thường được gọi với nhiều tên khác như cà ra, cua Trung Quốc hay là cua lông là một loài cua nước ngọt thuộc hệ cua đồng có nguồn gốc từ Trung Quốc, phân bổ nhiều ở phía đông. Đặc điểm nổi bật của loài cua này là lớp lông mọc trên càng. Mặc dù ở châu Âu, Bắc Mỹ và cả Việt Nam, chúng được xem là sinh vật ngại lai, gây hại. Trung Quốc xem loài cua này là đặc sản, tiến hành nuôi hàng loạt để phục vụ ngành thực phẩm. Giá thông thường của cặp cua, đực và cái ở các nhà hàng Trung Quốc rơi vào khoảng 1 triệu đồng. Con cua lông hai lạng giá gần 1 triệu, chị em thòm thèm sốt ruột một con cua lông chỉ nặng khoảng 100 đến 250 g nhưng giá lên tới 350 000 đến 900 000 đồng. Với giá gần 1 triệu đồng cho một con cua hơn 2 lạng thì đây hẳn là một trong những loại cua đắt đỏ nhất thế giới. Tuy vậy Dương Việt vẫn tranh nhau đặt mua đặc sản nổi tiếng Hồng Kông Thượng Hải này. Đợi đúng một tuần mới mua được 3 con cua lông trọng lượng 150 g trên một con với tổng giá tiền lên tới 1,2 triệu đồng tức là 400.000 đồng trên một con. Chị Nguyễn Thị Xuân ở Yên Ninh, Ba Đình, Hà Nội cho biết, mấy con cua chị vừa mua được khá bé, trông như cua biển Việt Nam và không có trọng lượng khủng như cua hoàng đế Alaska, nhưng bên Hồng Kông chúng là cua đặc sản nổi tiếng thơm ngon. Chị Xuân kể, 4 năm qua chị sang Hồng Kông không dưới 10 lần, xong chỉ hai lần được thưởng thức loại cua lông đặc sản này, bởi cua lông thường chỉ rộ vào tháng 9-10 âm lịch. Nếu không sang đúng thời điểm này thì có tiền cũng chưa chắc đã được thưởng thức. Loại cua nhỏ nhưng có vỏ này vừa chắc vừa nhiều thịt, gạch cua lại ngon, ăn béo ngậy, hoàn toàn khác với loại cua trước đây chỉ xuân ăn. Tuy nhiên, đợt này cua lông có bán ở Việt Nam, thế nhưng mỗi lần đặt mua chỉ phải chờ cả tuần. Giá thì đắt gấp cả chục lần cua biển Việt, thậm chí đắt hơn cả cua hoàng đế Alaska. Của mê loài đặc sản thơm ngon nổi tiếng ở Hồng Kông và Thượng Hải này, song chị Mai Thu Trang ở Trần Đăng Ninh, cầu giấy Hà Nội phải thừa nhận rằng giá của cua lông không những đắt đỏ mà thời gian chờ mua được cua cũng mất cả tuần, thậm chí cả tháng. Mấy năm gần đây, cứ vào mùa là tôi đặt mua cua lông về ăn, nhưng năm nào cũng vậy loại cua nhỏ từ 100 đến 200 g trên một con thì tầm khoảng 4 đến 7 ngày sẽ có, còn riêng loại 250 g trên một con thì đặt lâu vô cùng, chị Trang cho biết. Cua lông 250 g trên một con là size cua to nhất của loại này nên hiếm vô cùng. Như hôm rồi để mua được mấy con cua lông size đại, chỉ phải đặt đúng một tháng mới có. Trao đổi với phóng viên anh Nguyễn Văn Tình, một đầu mối bán cua lông ở Hồng Kông và Quảng Trung, Hà Đông, Hà Nội cho hay đặc sản cua lông đang gây sốt và siêu đắt khách. Điểm đặc biệt của loại cua này là trọng lượng nhỏ, chân có lông, khi hấp chến lên, ăn thấy thịt cua chắc, gạch cua vị béo ngậy đặc biệt. Cua lông bán trên thị trường hiện nay là cua đặc sản nhập từ Hồng Kông, Thượng Hải, chia thành nhiều loại tùy trọng lượng. Ngoài ra, giá cua đực, cua cái cũng chênh nhau ít nhiều vì chất lượng thịt của cua đực ngon hơn cua cái, cua đực thịt nhiều gạch ít, cua cái thịt ít gạch nhiều. Hiện dân buôn thường nhập cua sống về bán trực tiếp, một số nơi bán cua hấp sẵn. Do chất lượng ngon nên giới nhà giàu tranh nhau đặt mua về ăn, anh tính nói và tiết lộ cua lông loại 100 đến 200g trên một con, anh nhập một tuần 2 lần, mỗi lần không dưới 500 con nhưng vẫn không đủ hàng trả cho khách. Còn cua lông loại 250g trên một con, khách muốn ăn thường phải chờ cả tháng vì cua này siêu hiếm, rất khó gom được hàng. Trong khi đó, anh Bùi Hữu Hải, đầu mối buôn cua long khác ở Hoàng Hoa Thám, Ba Đình nói rằng ở Hồng Kông, thường hải, cua long vốn được xem là món ăn của giới nhà giàu. Về Việt Nam, loại cua này đang tạo nên cơn sốt, được rất nhiều người đặt mua. Nhiều người chọn mua cua lông hơn cua hoàng đế Alaska bởi giá tuy đắt đỏ nhưng do trọng lượng cua nhỏ nên hợp với túi tiền. Trong khi cua hoàng đế giá từ 1,2 đến 2 triệu đồng trên 1 kg, nhưng nặng tới 2 đến 4 kg trên một con tính ra khá đắt. Anh Hải nhận xét và tiết lộ đang có một danh sách dài khách đặt mua cua, thế nhưng gần đây anh chỉ nhận đơn đặt hàng loại cua dưới 200g loại cua to hơn anh đều từ chối vì không thể kiếm đủ hàng. Theo ghi nhận của phóng viên, cua lông được sao bán khá nhiều tại các cửa hàng hải sản cũng như trên các trang mạng xã hội. Giá dao động từ 200.000 đồng đến 900.000 đồng tùy loại. Cụ thể, loại cua 100 g trên một con có giá khoảng 200.000 đồng trên một con. Loại cua 200 g trên một con giá 380.000 đến 400.000 đồng trên một con loại 150 g trên một con, giá 350 000 đồng trên một con. Riêng loại cua có 250 g trên một con, có giá lên tới 900 000 đồng trên một con. Cua khổng lồ có càng kẹp mạnh hơn sư tử săn mồi. Loài cua dừa khổng lồ dùng chiếc càng to ngoài cỡ để săn mồi tạo ra lực kẹp mạnh tới 1.765 Newton, vượt qua cú đớp của sư tử vốn chỉ đạt 1.315 Newton. Shin Shin nêu dẫn lời nhà nghiên cứu sinh vật học Shinichiro Oka đến từ Motobu, Nhật Bản cho biết, cua giờ tuy có kích thước khổng lồ nhưng lại nhút nhát và không bao giờ chủ động tấn công người. Hai lần bị cua dừa kẹp tay dù không đến mức bị gãy xương, nhưng ông Oka mô tả cảm giác lúc đó giống như địa ngục vĩnh hằng. Ông Oka quyết định dùng máy đo để xác định lực kẹp càng trái của loài cua khổng lồ này và định được kết quả đáng kinh ngạc. Cụ thể, ông Oka đo được lực kẹp của càng trái cua dừa mạnh tới 1.765 Newton, con số này cao hơn nhiều so với lực cắn của răng nanh sư tử 1.315 Newton và nhỏ hơn một chút so với lực cắn của hàm răng sư tử 2.024 Newton. Vì lực kẹp sẽ tăng theo kích thước cơ thể nên con cua dừa nào càng to thì lực kẹp của chúng tạo ra càng mạnh, đặc biệt càng trái thường to hơn càng phải. Đã có không ít trường hợp người bị cua dừa cấp toạt thịt da thậm chí nghiền nát cả ngón tay. Cua dừa chủ yếu sống tập trung tại các hòn đảo Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương. Chúng là động vật chân đốt, sinh sống trên cạn, lớn nhất thế giới với trọng lượng trung bình lên tới 5kg và sải chân dài tới 1m. Cua dừa chủ yếu ăn trái cây, các loại hạt và phần lõi của cây đổ, nhưng cũng ăn cả sát động vật chết và một số loài động vật nhỏ như chuột. Loài cua này có mối liên quan đặc biệt đến cây dừa vì chúng thường kiếm ăn bằng cách bổ vỏ dừa và ăn phần cùi bên trong. Quá trình bổ dừa sẽ phải mất tới vài tiếng, nhưng chúng có thể mở lớp vỏ cua đỏ chỉ trong vài giây, chuyên gia Jacob đến từ Đại học ở Đức nói. Ông Jacob từng chứng kiến cảnh cua dừa kẹp đứt một căn cua đỏ để làm bữa tối, nạn nhân sau đó may mắn chạy thoát. Cua khổng lồ nặng tới 5kg Một du khách quay về nhà sau kỳ nghỉ mang theo tấm ảnh chụp và một con cua khổng lồ nặng tới 5kg trên một hòn đảo nhiệt đới ở Ấn Độ Dương. Matt Birod thực sự rất dũng cảm khi dám nhắc một con cua dừa khổng lồ và dụp ảnh trong lúc đang đi thăm một khu rừng nhiệt đới ở hòn đảo mát Với đôi càng cực khỏe có thể đập vỡ những quả dừa cùng cân nặng lên tới 5kg và chiều dài thân hình có thể dài gần 1m lúc trưởng thành, loài cua này là động vật giáp sát chân đốt trên cạn lớn nhất thế giới. Theo ước tính, hòn đảo mát thuộc lãnh thổ Úc là nơi cư ngụ của trên 1 triệu con cua dừa, và đây là một trong những lý do hút khách du lịch loài cua khổng lồ này có thể trèo lên cây nhưng lại không sống được ở dưới nước chúng cũng được biết đến với cái tên cua ăn trộm vì chúng sẽ vươn càng tới bất kỳ thứ gì nếu bạn để thứ gì xung quanh một con cua dừa chắc chắn sẽ lấy trộm nó linda khách giám đốc marketing của một đảo shipmart cho hay Linda tiết lộ loài cua này lấy trộm sẻn, khoan và đồ ăn. Thậm chí có lời đồn đoán một con cua đã trộm khẩu súng trường của một binh sĩ đóng quân trên đảo cách đây hàng thập kỷ. Những người từng gặp và chụp ảnh loài cua này rồi chia sẻ chúng lên mạng và đặc biệt danh cho những con cua này là Rapsili. Loài cua này được tìm thấy trên nhiều hòn đảo ở Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương, tuổi thọ của chúng có thể lên tới 60 năm. Ngoài giờ chúng còn ăn trái cây, xác động vật và những loài cua khác. Hiện chưa có thống kê chính xác số lượng cua dừa trên toàn thế giới. Song chúng đang bị săn lùng do cư dân ở nhiều đảo coi thịt cua dừa là món ăn ngon và tốt cho chuyện gian gối. Tuy nhiên, cua dừa trên đảo Sípát đã được bảo vệ. Bất cứ ai săn và ăn thịt chúng sẽ bị phạt 4.000 USD.